Xin kính chào quý khách, chào mừng quý khách trên chuyến bay của hãng không Vietjet máy bay Airbus 321neo. Chuyến bay mang số hiệu VJ937 từ thành phố Tokyo đến thành phố Đà Nẵng. Chuyến bay hôm nay được thực hiện dưới sự điều khiển của cơ trưởng Peter, cơ phó Antonio và tiếp viên trưởng của chuyến bay Trường Quyền. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng dự định là 5 giờ 40 phút bay. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng không sử dụng bất cứ thiết bị điện tử sách tay nào trong thời gian cất cánh và hạ cánh. Điện thoại di động có chế độ sử dụng trên máy bay, máy vi tính sách tay và đồ chơi điện tử chỉ được sử dụng sau khi đèn hiệu thời gian toàn được tắt. Khách vui lòng cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không hút thuốc trong suốt thời gian bay. Xin cảm ơn và kính chúc khách một chuyến bay tốt đẹp. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard VJet Airbus 321neo, flight number VJ937 to Da Nang City. The command of this flight is Captain Peter. First officer Antonio and purser is Michael. The flight time to Da Nang International Airport will take 5 hours 40 minutes. For safety reasons, please switch off all portable electronic devices during takeoff and landing. Mobile phones on flight mode, laptops, computers, and electronic games can be used when the seatbelt sign is off. Please ensure your seatbelt is fastened. Your seat back is upright. The tray table is low. The window shade is open. Thank you.
cabin crew, please be seated for landing. Thank you. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây an toàn. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen.